Vụ tống tiền cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc, nhóm cảnh sát bị hại không đến tòa. Được triệu tập với vai trò bị hại, nhưng nhóm cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư của bị cáo cho rằng họ cần đến làm chứng, nhưng chủ tọa xác định không cần thiết. Sáng ngày 22 tháng 3, tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử Bùi Văn Hà sinh năm 1982 ở mê linh Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 điều 170 bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 3 đến 10 năm. Các bị cáo còn lại gồm Trịnh Xuân Tiến sinh năm 1990 ở Mê Linh, Nguyễn Văn Nam sinh năm 1991 ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Nguyễn Khắc Được sinh năm 1990. Phiên tòa được mở vừa qua nhưng phải hoãn không rõ lý do. Lần này, luật sư bào chữa cho bị cáo được đề nghị tiếp tục hoãn nhằm triệu tập nhóm cán bộ cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc là bị hại trong vụ đến tòa để có thể làm chứng một số tình tiết. Chủ tọa cho hay, những người này đều có đơn xin xét xử vắng mặt nên bác yêu cầu của luật sư cho tiếp tục phiên tòa Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng thể hiện, Hà quen các bị cáo còn lại thông qua nhóm Facebook Giao thông Vĩnh Phúc và Luật Giao thông. Anh ta giới thiệu biết nhiều cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc nên Tiến Nam đã gửi hình ảnh cảnh sát giao thông cho Hà nhận mặt rồi tống tiền. Vụ thứ nhất, Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Nguyễn Khắc được chuyển qua Zalo cho Hà hình ảnh anh Hát, sinh năm 1989. Cảnh sát giao thông công an thành phố Phúc Yên đang làm việc và trên bàn có 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Được nhờ, Hà yêu cầu anh Hát phải chuyển 100 triệu đồng để xử lý. Lo sợ, anh Hát đồng ý chi tiền, nhưng cho rằng 100 triệu đồng là quá nhiều, nên sau nhiều lần thương lượng, giá được giảm xuống 80 triệu đồng. Tuy nhiên, Hà báo lại với được là vị cảnh sát giao thông chỉ đồng ý chi 60 triệu đồng. Tối ngày 27 tháng 6 năm 2022, anh Hát đến nhà hàng sông quê ở thành phố Phúc Yên đưa cho Hà 80 triệu đồng rồi ngồi uống bia. Lát sau, công quan công an ập vào, bắt quả tang. Bị can Nguyễn Khắc Được ban đầu bỏ trốn, nhưng ra đầu thú sau đó 2 tuần. Phía điều tra xác định, hình ảnh anh Hát với 4 tờ 500.000 đồng trên bàn do anh Nguyễn Đức Truyền ở Hương Yên chụp lại ngày 15 tháng 6 năm 2022. Anh Truyền đi ngược chiều, bị giữ lại nhưng tự ý đặt 4 tờ tiền lên trên bàn làm việc rồi chụp ảnh. Cán bộ cảnh sát giao thông tên Hát sau đó yêu cầu cất tiền rồi chỉ nhắc nhở cho anh truyền đi mà không lập biên bản. Người này sau đó truyền hình ảnh cho bị can được, nhưng không tham gia cưỡng đoạt nên không bị xử lý hình sự. Cảnh sát giao thông tên Hát cũng được xác định không phạm tội nhận hối lộ. Với nhóm bị can Tiến và Nam, cáo trạng thể hiện ngày 21 tháng 6 năm 2022, Nam gắn camera bí mật loại giả cúc áo rồi phóng xe máy ra đường, cố tình không mang giấy phép lái xe, bảo hiểm dân sự và đội mũ không cài quai. Nam bị tổ cảnh sát giao thông thành phố Phúc Yên do cán bộ tên ca làm tổ trưởng dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh ta không nói gì, lục phí rút 4 tờ tiền 500.000 đồng để lên bàn làm việc của anh ca rồi đứng dậy lấy xe máy phóng đi. Nam kể chuyện trên cho Tiến rồi thống nhất cùng đe dọa, buộc nhóm cảnh sát giao thông vừa bắt mình phải đưa tiền. Tiến sau đó gửi hình ảnh có được cho bị cáo Hà, hẹn nếu thành công sẽ chia cho 2 triệu đồng. Đến lượt mình, Hà gửi hình ảnh cho cán bộ ca, yêu cầu đưa 80 triệu đồng nếu không sẽ đăng video có được lên mạng xã hội. Số tiền sau đó được giảm xuống 40 triệu đồng, anh ca đã chuyển khoản. Hà sau đó gọi cho Tiến, nhưng nói chỉ lấy được 35 triệu đồng, trừ phần của mình rồi chuyển lại 33 triệu. Tiến thông báo số tiền này cho Nam và cũng tự trừ 2 triệu đồng phần mình, nói sẽ đưa 31 triệu đồng còn lại. Khi biết Hà bị bắt ngày 27 tháng 2 năm 2022, trong vụ việc liên quan bị cáo được, Tiến và Nam ra đầu thú sau đó khoảng một tuần. Quá trình điều tra, cán bộ cảnh sát giao thông tên ca khai, sau khi để 2 triệu đồng lên bàn, bị cáo Nam lợi dụng thời điểm tổ công tác đang bận xử lý nhiều người và không có ai trong xe để tự ý rời đi. Khi biết có tiền trên bàn, anh ca đã báo cáo lãnh đạo rồi cùng đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên lập biên bản. Do vậy, vị cảnh sát giao thông này không bị xử lý hình sự.